Công an quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố điều tra làm rõ 4 đối tượng gồm Trường Ngọc Sơn, 29 tuổi, Hà Quang Hảo, 37 tuổi và Nguyễn Đức Thảo, 35 tuổi, cùng chú tỉnh Phú Thọ, Bùi Hải Định, 30 tuổi, quê tỉnh Ninh Bình, về hành vi bắt giữ người trái pháp luật và cố ý gây thương tích xảy ra tại phường Xuân Hà, quận Thanh Khê. Trước đó, Sơn và Hoàng Văn Bốp, 29 tuổi, quê tỉnh Hưng Yên, tạm trú đường Tôn Đản, thành phố Đà Nẵng, có quan hệ quen biết với nhau. Trước đó, Bốp có nợ Sơn số tiền 32 triệu đồng nhưng chưa trả, nên tối ngày 8 tháng 10, Sơn cùng Định đến nhà Bốp đòi nợ và yêu cầu Bốp lên xe máy để trở về nhà Sơn tại đường Trần Cao Vân bàn bạc việc trả nợ. Khi về đến nhà, Sơn bất ngờ đấm và đá Bốp cùng ba nhân viên giao ga khác là Hảo, Thảo, Định khống chế Bốp, kéo vào trong nhà đe dọa buộc phải trả nợ. Đến trưa ngày 9 tháng 10, khi gia đình Bốp chuyển khoản số tiền cho Sơn thì Bốp được trả về.